thôi bắt cái đó tao đi. Mấy cục lớn thôi. Từ từ mà lo ngay chưa xuống à. Không, lần sau phải thấy đẹp thì phải xe ra phải làm lại, làm tiếp cái chỗ đó. Cái miệng đã quá đi trời ơi. 2, 9. Này không đau cô nghe. Anh chỉ có cầm lên đây là không đau thôi. Cục này phê lắm á cô ơi. Nhìn cũng thấy tròn, đang rất là tròn. Làm một tí anh thấy nó cảnh này á. Cục này là nó ra là nó hơi bị đẹp đúng không? Sợ đau quá, sợ đau lắm. Cục này chắc to rồi chứ không tròn rồi. To lắm, nó ra rồi nè. To bọc luôn. Rồi ra rồi nè. Mụn như mà dễ sợ. Như cái bông á. Như cái bông á. Như cái bọc kìa. Ừ, rất là. Cái bọc mình rút lên được luôn là đã luôn á. Ừ, nó ngát rồi. Không, cái này nha, ăn vô da rồi. Như cái bọc kìa. Dạ, xong rồi cô. Kinh khủng nha, nó ăn chặt vô trong da luôn. Trời, cục này mới đã nè, cục này nè nè. Vì mưa mình có bị như đó không á? Anh như bà gì? Có nhiều người bị đây thì hồi Long về Long nặng làm cho. Thôi tôi chạy về quê tôi làm luôn. Một mùa free luôn. Đi là một dạo luôn. Mấy cục nến già quá rồi nên nó không cũng ít đâu. Mày chơi người hưu quá kìa. Chắc không nhìn chắc bị đấy gì nữa. Hello Nam. Quá trời luôn. Xù, Nam chạy qua luôn. Nam này ông ham hố ông chạy qua luôn thế hả? Ý là không nghĩ là bị như đứa luôn á nè. Nó đóng luôn á. Bởi đó Nam biết mà. Nó lâu khá một đi mà. Hả? Làm xong mà phải trả cho mình dụ nó nghe. Dụ dễ sợ. Dụ không biết mới dụ đây sao giờ đi. Dạ 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 xong rồi nè. Chạy qua đây rồi biết đâu. Cố gắng mày. Chịu khó dạ. Lên. Má chịu làm hết luôn đấm luôn đi má. Thôi đi im đi im đi im đi. Từ á. Long biết sức chịu đựng từ từ. Làm phải từ từ cho cô. Tại vì mỗi lần đi ra đây cũng khó nè. Như cô hơi sợ, kiểu như sợ đau, sợ đổ. Cũng đâu có đau bao nhiêu lắm đâu. Vẫn chịu đựng được. Như là thích cái cảm giác nó lấy cho bộ đúng không? Thôi nó chặt quyền. Cầm tay đi, cầm tay. Thôi thôi. Nó lòm nữa thôi. Cầm tay tiếp sức. Chỉ là xíu. Nó mới cục to ra trước mặt này. Mà có gì đâu, dù đừng có biển bình thường ổn mà quá. Đừng có tâm lý, nói nhiều là bà đau hơn. Tâm lý cho mình chứ. Không, cục này hơi lì. Đến sau. Thôi cô không làm nữa thôi. Thôi con. Mấy cục bự nó được rồi. Dạ. Rồi, để con lấy cái cục bên này nè, cục bự nè. Ha, cục dưới chỗ này. Cục này to lắm. Trắng bóc. Cho cô xin thêm 5 phút nữa.
mới có 5 phút. Không đủ. Má đi chọn đẹp mất. Ừ. Má đi chọn đẹp chịu khó xíu thôi. Đẹp lắm chứ giờ nè. Anh nói giờ 70 mà nhưng mà mưa. Họ phải gọi là đẹp lão đó. Ừ. Nhưng mà nhìn mới còn trẻ mang đó mà. Ừ, thì 75 là mình làm xong là còn 50 thôi. Mày mày bình đi. Thôi. Sao yên tâm đi, để từ chịu khó, muốn đẹp phải chịu khó hiểu không? Để lái em mấy cái, dân bơ nhận ra. Không mà tại vì là cô có mấy cái cục này nhìn vô nó cũng hơi ghê thật, nó hơi... Không muốn chỉ là đứng thịt dư không hả? Thì bởi tao tìa thái là biết rồi. Nhưng mà Long muốn làm cho cô cái này nè, làm cho cô cái câu chỗ mắt á, nhìn khó chịu quá. Nhưng mà cờ cục nó thì nó hơi... Mới nhìn mới bình thường như người khác nhìn vô thái tưởng cục thịt chi dư dư. Để gì vậy? Bữa to lái là cho nó không còn luôn. Phải nhẹ nhàng từ từ chứ không lắm đau. Có nhiều người cỡ này là họ ít khi chịu, ít đau lắm. Tại vì là chịu đau nhiều quá rồi. Ôi mất có sao. Thấy nó lâu dễ sợ luôn. Thì cả hàng gái rồi. Cái là mình nói từ từ xong mình ngồi nói chuyện rồi này. Tâm sự. Nhưng kêu là nó ra kìa. Dạ xong rồi cô. Rồi. Xong cục này thôi. Lấy cái cục kia to to. Đau kìa, đau là cô đứng đây đang nghe. Làm đau tim vậy sợ luôn. Lúc một lần chích xong chặt cái xí rồi nó bình thường lại. Nó không có sao, cái cảm giác. Tôi nghĩ là món gì mà chưa làm lần mối đó kìa cho nên mới sợ. Không, cũng đau chứ, đau. Nhưng mà... Chịu khó xí đi, cứ chuyện là tự. Giờ nhìn là coi như là còn cái 55 tuổi rồi đó mà. À rồi rồi rồi, xong rồi đây cô. Lỡ rồi. Rồi rồi rồi. Rồi rồi. To chứ bá. Gì sao? Chút mà thái là mà sẵn luôn á. Như là mình không nghĩ gì đó luôn. Để kỳ, để những kỳ kỳ mặt. Cục đầu đây. 8 phút rồi. Đừng lo không làm giỏi thì nghe. Nghe không? Nghĩ ra nhất Việt Nam. Có thiệt mà, giỡn đâu. Này không dám nặng nè, biết vì ra không, sợ cô đau, không bút. Nhiều người muốn làm mà không được mấy ngày, cho nên cứ yên, làm yên đi. Nhiều người họ thích làm lắm, nhưng mà có cái là không biết chỗ. Ừ, đúng rồi. Tại vì mấy cái này người ta không có nghĩ là làm được á. Rồi, cho con cục này nữa nha. Ừ. Không, tùy theo cái số thịt. Cái cục ở bên chỗ má này, cục kia ta. Cục nó để lần kiểm tra thử cục chí ra. Cục này là đẹp luôn. Cục này làm được rồi, sợ đau. Cái cục mà cái thế này không bóp được. Không, ra đó. Ra. Ông Vinh nè. Lần đầu tiên thấy đó Long ơi. Ông Vinh là thật sự luôn là ông không thích coi với Ly. Ừ. Ông sợ với Thái. Sợ như mẹ luôn. Giờ Thái á. Là Thái ghê ghê, đang không có coi gì mà chừng mới Thái luôn á.
Chơi game chưa? Coi xong là bị nghiện đó nghe. Cho con xin cục này nữa là xong. Rồi xong xong. Ủa, nó đà quá. Ủa lãi lãi nhiều rồi. Nhiều. Dạ. Làm được rồi má ơi. Cục này hơi sâu. Thôi. Đà quá, thao thao đi, thao đi con. Dạ 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 dạ. Không có chuyện đó không được. Thôi cái cục chỗ này. Dạ. Rồi xong. Thôi xong ra rồi. Đang lỡ dở rồi. Nó đó. Cục này để con coi thử. Không không không. Tại vì cái cục này hắn bị sữa. Hắn nhiều dài sữa. Ôi. Hắn nhiều dài sữa rồi. Không biết mà. Xí đi cho coi xong rồi tập lý con. Má bởi nhìn lại lát mình là bởi xem cũng lần tiếp thì coi. Ô. Phải quay cúc này lại cho mẹ anh xem. Ừ. Hôm nay nè, xem nè. Ừ, đi chụp nó cho trọng tâm. Anh chụp bằng cái trong cái điện thoại luôn nè. Chụp cái màn hình đó. Rồi, xong rồi đây. Sụp sạch. Nó như con... Con mê que. Rồi chưa? Dạ. Mình là xíu lên thức đời đó làm chứ.